Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình có một mớ mộng dừa nè các bạn. Mộng dừa này là ông cậu của mình là ở dưới đem lên cho cũng nhiều lắm, nhưng mà cái mình cho con mình nó ăn bớt rồi nên là mình chừa lại một ít ha. Là mình sẽ làm ra một cái món này rất là lạ nha các bạn. Hồi nào đến giờ các bạn có nghe là mộng dừa làm gỏi chưa các bạn? Thì hôm nay là mình sẽ làm mộng dừa làm gỏi ha. Thì mình có như đây mộng dừa nè, mình không biết là bao nhiêu trăm gram các bạn, tại vì đem lên là mình không có cân lại cho nên là mình không có biết nha. Thì mình cũng có là 3 củ hành tím ha, 8 củ tỏi. Củ này là củ nhỏ nha các bạn, dạng như là tép tỏi chứ không phải là củ nha. Với lại 3 trái ớt, 4 muỗng canh đường, 1/3 muỗng cà phê hạt bột ngọt đó các bạn. Còn cái phần nước mắm thì mình sử dụng là 3 muỗng canh. Cái này là tôm sú nha. Tôm sú này là mình sử dụng là 250g, với mình có 1 củ cà rốt, với lại 3 trái chanh, với lại 1 ít nước lạnh. Bây giờ trước tiên là mình sẽ đem cái phần tôm lên mình luộc trước nha. Và trước tiên là mình cũng bắt cái nồi nước lên nè. Mình luộc tôm, mình luộc ít nước thôi nha. Rồi mình cũng sẽ để thêm một ít xíu muối vô. Sau đó mình sẽ quậy lên để mình luộc tôm cho nó có cái vị mặn mặn, nó sẽ ngon hơn ha, sẽ ngọt hơn nữa. Rồi bây giờ mình sẽ cho tôm vào trong cái nồi này hết luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ luộc cũng khoảng chừng 15-20 phút rồi các bạn. Rồi cái phần tôm á mình luộc nãy giờ cũng được 15 phút rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp, mình sẽ vớt ra nha. Ngon ghê. Rồi mình vớt tôm ra, sau đó mình sẽ lên mình sẽ làm tiếp cái phần mộng dừa nha. Tiếp theo mình sẽ cắt cái phần mộng dừa ra nha các bạn. Cái phần mộng dừa nè các bạn, là một cái mộng như vậy nè, là nó chứa cái phần của nước dừa đó các bạn. Thì khi tới chiến á, cộng mình bán mà dừa mà cho người ta làm thạch á, cho nên nó là cũng mới có nha. Nếu mà mình để mà cái trái dừa mà lâu quá lên cái mọng như vậy nè, cũng khó bán lắm các bạn. Cho nên nó là cũng nhầm trái. Trái nhiều khi là có trái nó có, trái nó không có. Còn như cái phần mà cái mọng mà nó làm bụi quá, nó nở bự ra vậy nè, là nó trong trái dừa nó không còn một miếng nước nào hết trơn đó các bạn. Đó, trong cái dĩa mình là có mấy cái mọng nhỏ nhỏ như vậy nè. Mấy cái mọng nhỏ nhỏ như vậy nè, nó ăn rất là ngọt ha. Nó ngọt hơn mấy cái trái mà bự bự như vậy nè. Trái bự bự vậy là nó cái phần nước này nó nhiều lắm, còn cái này nó giống như là nó mới vừa tạo thành cái mọng thôi, cho nên nó là ít nước lắm nhưng mà nó cũng ngọt lắm nha. Cho nên một mấy cái trái nhỏ như vậy nè, một hồi là mình sẽ không có cắt, mình sẽ để nguyên luôn. Còn như mấy trái bự như vậy nè, mình phải cắt ra mình trộn nó mới ngon các bạn, chứ để bự quá nhiều khi mình ăn nó không ngon á, nên là mình phải cắt mỏng ra. Cái mọng dừa này nó rất là giòn á, cho nên nó mình cắt nhẹ nhẹ thôi. Đó. Giờ mình sẽ để qua bên cái tô nè. Còn mấy cái mọng dừa nhỏ nè, mình sẽ để nguyên luôn. Mình đã cắt xong cái phần mọng dừa đó. Thì bây giờ mình tiếp theo mình sẽ cắt cái phần của cà rốt nha. Mình sẽ bào mỏng ra. Chủ yếu là cái củ cà rốt này là mình trang trí thôi các bạn, cho nó có màu sắc cho nó đẹp ha. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng nửa củ cà rốt thôi ha. Mình sẽ lấy phần củ bự nè, mình bào cho nó dễ. Mình sẽ bào mỏng xuống. Hồi đó nếu mà cái miếng nào bự quá thì mình sẽ cắt làm hai lại nha. Tiếp theo là mình sẽ cắt cái phần hành tím á, mình sẽ cắt mỏng nha. Hồi là mình phi, tại mình trộn chung với phần gỏi á, là mình phải có củ hành tím mình phi lên nó mới thơm, nó sẽ ngon hơn nha. Đầu mình cũng đã bắt lên rồi nè. Giờ mình sẽ để cái phần củ hành tím hồi nãy á, mình sẽ phi á, phi lên, phi cho nó giòn lên nha.
cái món gỏi là có hành thêm như vậy nè các bạn, làm món gỏi nó sẽ ngon hơn, nhìn nó sẽ thơm hơn nữa các bạn, rất là ngon. Cái phần hành phi á nó gần vàng rồi nè, mình sẽ cho vô một ít muối ha, bạn cho chút cái phần hành á nó sẽ giòn, nó sẽ ngon hơn đó các bạn. Rồi cái phần hành đó là mình sẽ tắt bếp luôn nha, tại cái chảo dầu này nó rất là nóng, nếu mà mình để lửa một hồi mình đảo như vậy là một hồi cái phần hành nó sẽ bị đen á, cho nên đó mình sẽ tắt để một hồi về cái phi hành này nó sẽ vàng, nó sẽ ngon hơn ha. Tiếp theo là mình sẽ lột cái phần tép nha các bạn. Tép hồi nãy giờ mình để nó cũng nguội rồi đó, bây giờ mình sẽ lột ra. Ví dụ như con nhỏ thì mình để nguyên con, còn nếu mà con bự thì mình sẽ chẻ nha, chẻ ra làm đôi. Cái phần đầu nè các bạn, là mình không có sử dụng cái đầu nha, mình chỉ sử dụng cái mình thôi. Tại mình làm gỏi á, mà có cái đầu tép thì lên nó sẽ không có được đẹp á, nên là mình sẽ bỏ hết cái phần đầu đó qua một bên. Giờ mình sẽ lột cho đến hết cái phần tép thôi. Rất là ngon đó các bạn. Giờ cái phần tỏi á, là mình sẽ băm ra nha các bạn. Thường thường á, mình làm nước mắm á, là mình phải băm tỏi nó sẽ ngon hơn ha. Còn nước tương á, thì mình sẽ đâm, đâm đặn cho mình lấy cái độ nhựa của tỏi. Bây giờ mình sẽ để hết cái phần tỏi này nè vô trong cái chén ha. Rồi mình làm nước mắm. Chanh á, thì mình làm vô trong đây một ít thôi. Một hồi mình sẽ chừa lại một ít chanh, mình sẽ dắt vô trong cái phần gỏi á các bạn. Bây giờ mình sẽ cho đường nè. Mình múc cái phần bột ngọt trước nha. Bột ngọt đó là hồi nãy là 1/3 muỗng cà phê á, mình cho vô hết luôn. Giờ mình sẽ đông cái muỗng này, cho 3 muỗng, cho 3 muỗng canh đường nha. Rồi mình sẽ cho chanh vô, gấp tiếp một phần chanh. Mình gấp chỉ có 2 miếng thôi nha các bạn, 2 miếng chanh vô cho cái phần nước mắm thôi. Và tiếp theo đó là mình sẽ cho cái phần nước lọc nè. Ba muỗng luôn ha, ba muỗng canh nước lọc á. Bây giờ mình sẽ quậy cho cái phần đường tan ra. Sau đó là mình sẽ cho cái phần nước mắm vô nha. Rồi tiếp theo mình sẽ xong cái muỗng nè, mình cho nước mắm vô. Mình để 3 muỗng trước nha, mình sẽ nêm nếm lại nha các bạn. Khi mà mình trộn gỏi thì nước mắm nó phải ngọt nha. Đặn một hồi mình sẽ cho cái phần chanh vô, quậy cho nó đều ra. Rồi, bây giờ nguyên liệu là mình đã chuẩn bị xong hết rồi ha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ trộn gỏi nha các bạn. Cái phần tôm á là mình cũng đã lột xong rồi nè đó, bây giờ mình sẽ cho vô hết luôn. Mình sẽ trộn vô như vậy đặng cho cái phần tôm với lại cái mọng dừa nó sẽ thấm hơn ha. Rồi bây giờ là mình sẽ rưới lên một hồi á, là mình sẽ cho chanh thêm vô nha các bạn, tại vì mình làm cái phần nước mắm á là nó hơi ngọt á, cho nên là một hồi mình sẽ cho thêm một ít chanh. Rồi bây giờ là mình sẽ dắt cái phần chanh nè, mình sẽ rải đều như vậy. Một hồi là mình sẽ ăn thử mình nêm nếm thử coi cái độ chua như thế nào á, rồi mình sẽ cho thêm chanh nha. Bây giờ mình sẽ dùng 2 chiếc đũa như vậy nè, mình sẽ trộn lên, mình trộn đều lên, sau đó mình sẽ trang trí cái phần rau mình để vô nha. Các bạn thấy cái phần nè, nước mắm á, ở dưới đây nè, có miếng nước nè ha. Một hồi là nó sẽ thấm, nó sẽ ngon ha. Mà mình không biết là mấy cái mọng dừa nhỏ nhỏ như vậy nè, không biết là nó có thấm vô tới bên trong hay không á. Cho nên là một hồi mình ăn thử mình mới biết nha các bạn. Tiếp theo đó là mình sẽ cắt cái phần rau nè, cắt nhỏ nhỏ thôi, không có cần cắt bự nha. Một hồi mình sẽ trộn đều lên, trộn lên là như là mình trang trí cho nó có màu xanh, màu vàng, màu đỏ các bạn. Rồi mình sẽ ăn thử nha. Mọng dừa mình thấy là
không biết là có thấm vô trong hay không nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng thử nha, mình dùng thử một miếng ở dưới nè, miếng nhỏ nè. Thấm đó các bạn, ăn thì nó có cái vị ngọt ngọt chua chua các bạn, nó rất là ngon. Không, mình nghĩ là ăn gỏi được các bạn, nó thấm giờ, bây giờ nó thấm là đã vừa ăn lắm luôn rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ múc ra một cái dĩa nha. Rồi bây giờ là mình sẽ múc ra nha các bạn, múc ra cái dĩa nè. Các bạn thấy mà cái mọng dừa nó không có xẹp xuống á, nghĩ là nó sẽ không thấm nha, nhưng mà nó rất là thấm nha các bạn. Các bạn đó, các bạn nhìn cái dĩa của mình là nó hấp dẫn không, cái dĩa gỏi mộng dừa của mình á nó rất là lạ ha. Và bây giờ là mình sẽ ăn thử nha các bạn, sẽ gắp nè, vừa có mộng dừa nè, vừa có tôm ha, vừa có miếng củ cải đỏ luôn. Mình sẽ chấm nha, chấm vào trong cái chén nước mắm nè, rồi mình sẽ ăn thử nha. Cái phần củ cải đỏ thì nó giòn ha, cái mọng dừa thì nó hơi xốp các bạn, tại vì bản chất cái mọng dừa là nó ăn nó có vị xốp xốp chứ nó không có được giòn nha, nhưng mà ăn rất là ngon, ăn nó cũng lạ đó các bạn. Cái mọng dừa này á là mình ăn nó là cái vị của nó là mình ăn vô là mình không có cảm nhận được cái mọng dừa, tại vì mình vừa chấm nè, vừa có củ cải đỏ, vừa có mọng dừa, rồi thêm tôm nữa, cho nên nó là cái mọng dừa nó xốp á, cho nên đó là mình ăn mình cứ nghĩ là mình nhai cái phần tôm thôi, chứ mình không có nghĩ là mình nhai cái phần mọng dừa nha. Cái độ ngọt nó rất là ngon nha. Nè, bây giờ mình sẽ ăn thử cái củ nhỏ nè. Cái củ nhỏ thì nó không thấm đó bà, nhưng mà ăn nó ngọt ngọt lắm luôn á. Cái miếng mà mình xắt ra như vậy nè nó sẽ thấm thôi, còn cái phần nhỏ là nó không có thấm. Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích thì like, chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha các bạn. Nếu nào các bạn cũng kiếm mộng dừa các bạn làm ăn thử đi, nó cũng rất là ngon và lạ miệng nữa các bạn. Xin chào các bạn.